Hello, xin chào cả nhà. Nay là buổi sáng thì nhưng mà cũng khá là mệt mỏi, hơi oải một chút xíu. Tranh thủ làm clip nói về chút xíu về ná cho anh em. Pha ly cà phê uống cho nó đỡ tỉnh, cho nó đỡ buồn ngủ đây. Quên để mà đỡ tỉnh. Chưa kịp. Chưa xong. Thì hôm nay mình sẽ nói một chút về các dòng ná và giá cả, và nói một chút về cái xu hướng hiện tại bây giờ. Thường thường bên mình ná làm xong bên mình sẽ đóng gói như vậy, có thể dùng giấy ăn hoặc là giấy báo. Cái này là giấy giấy vệ sinh này. Đó. Các cụ hay nói là nâng nhi nâng trứng hứng hướng hoa đấy, là như vậy. Đó. Thì đây mình có hai con chạc bản đồ, chạc kẹp. Mình để gần nhau để cho bạn biết sự khác biệt, sự giống nhau và sự khác nhau của từng sản phẩm. Đó. Cái này chạc 7.5 thì 7.5 thì gần 5 châm thôi. Đây mình sẽ lấy một cục 5 châm thì gắn vào. Mình có một cục 5 châm này. Này đang dùng cho nên nó hít cái mặt sắt khá là dơ. Đó, bỏ vào như vậy. Xong chốt một cái tán đồng hoặc là gì đó vào đây là được rồi. Đó, thì gắn 500 thì nó là như vậy. Dùng để hết bi. Con này của mình thì mình vẫn chưa lên màu. Và một con này là của khách. Khách nhờ mình cắt vát cho nó vát hơn, vát hẳn. Nó vát nhiều chứ con này nó vát ít quá. Đó, thì ở đây thì có 1 2 3 4 5 5 con. Các bạn có thấy sự khác biệt không? Các bạn có thể đoán được sự khác biệt nó là như thế nào không? Đó. Thì đây có 4 sản phẩm là bên mình sản xuất. Còn cái này là khách gửi nhờ mình cắt cái vát cái đầu cho nó được nhiều hơn. Đó. Cái đầu vát bên mình lúc nào nó vát tầm như này. Các bạn nhìn thấy không? Đó. Vát khá là nhiều. Khá là nhiều. Đây, sự khác biệt ở đây là như này. Có 3 con này bằng nhau về cái độ rộng chạc, chiều dài là bằng nhau. Và riêng con này là độ rộng chạc nó lớn hơn. Đó, độ rộng chạc lớn hơn. Cái này chạc 7.5 này. Và chiều dài nó cũng dài hơn vì nó có gắn đít 500. Đó. Sự khác biệt thứ hai đó là các bạn nhìn thấy hai con bản đồ này không? Đó. Cái con này nó bóng hơn này. Con này nó màu nó hơi xỉn hơn chút xíu. Các bạn biết sao mà nó màu nó xỉn hơn không? Chính vì nó là chất liệu titan. Đó. Các bạn thấy không? Hai con này nằm gần nhau này. Con cao con thấp này. Con này là titan này, dày 1/2. Con này là inox, dày 1 phân. Khi hoàn thiện lên nó như vậy đấy. Đây này. Đó. Titan dày 1/2. Các bạn nhìn thấy không? Cái hình bản đồ này đã cắt xuyên qua rồi. Cái này mình chỉ để lại cho khách thôi. Cho khách về tự khách thích trang trí thế nào thì tùy khách. Các bạn thấy không? Mình đẩy lên đó. 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 Đẩy ra để vào rất là dễ. Đó. Đấy, hoàn thiện thì nó là như vậy.
do là phôi 1/2 cho nên là cái việc bo cạnh nó sâu, nó nhìn rất là đẹp nhỉ, các bạn thấy không? Bo cạnh tròn luôn. Anh em cầm với rồi cầm ôm tay này, ôm tay này, hay là tì ngón đều được nhá. Đó, đây này. Mình đã thiết kế là mài phẳng luôn con ốc, cho nên là anh em tì ngón rất là thoải mái này, không có gợn luôn, mình đã mài phẳng rồi. Đó. Các bạn nhìn nhìn con lá này, riêng cái mẫu này là bên mình là đánh bóng toàn bộ nhá, đánh bóng toàn bộ. Và để mà đánh bóng được ấy là cái công đoạn mài nhẵn nó phải cực kỳ tỉ mỉ thì phải đánh bóng được, còn nếu không là nó sẽ lộ cái vết xước ngay. Đây, các bạn nhìn này, từng góc cạnh của cây ná đó. Nói chỉ có anh em nào trong nghề ấy mới hiểu được là sự công phu của việc mà nó làm nhẵn bề mặt và đánh bóng để làm sao cho cây ná nó đẹp, hay các chất liệu hay các sản phẩm về inox nó được đẹp, thì đầu tiên nó phải nhẵn đã, nhẵn xong mới bóng được. Còn nếu mà chưa nhẵn bóng lên nó sẽ xước rất là xấu. Đó. Thì một số cái chỗ thì người ta dùng cái máy công suất lớn thì nó rất là dễ bóng, mình nói thẳng luôn rất là dễ bóng, nhưng mà nó lại bị gặp một tình trạng là nó đánh quá mạnh, quá mạnh thì vào những cái chỗ, ví dụ như là vào những chỗ khắc tên này, cái chữ này, nó sẽ có thể bị mất nét, nó lại không phải là đẹp. Đó, mỗi một cái yếu tố mà sản xuất một cây ná chẳng hạn, hay là một từng công đoạn, nó phải dùng cái thiết bị mà máy móc thích hợp thì nó mới cho ra sản phẩm nó ưng ý nhất được. Này các bạn nhìn thấy không, cái răng này, phần răng kẹp này, như bên mình nhé, là khi hoàn thiện nhé, răng nó phải đều như này và không có tình trạng là bị rơi móp đâu. Bên mình gửi hàng đi lúc nào kiểm tra kỹ xong bắt đầu quấn cái ná lại để bảo vệ cái phần răng kẹp này, tại vì chiếc ná mà kẹp ấy, thì phần răng này nó rất là quan trọng này. Phần kẹp thun nó rất là quan trọng đó. Cho nên rất là cẩn thận. Các bạn nhìn này, các đường cạnh, các đường mà đường cắt góc này, bo cạnh này, đó, nó phải như vậy. Đấy, cái này là inox. Inox mà đánh bóng lên thì nó sẽ sáng hơn màu titan. Titan nó hơi trầm hơn một chút xíu. Đấy, thì cái phiên bản mà nó làm đánh bóng mài nhẵn thì tất nhiên nó sẽ đắt hơn và nó lâu công hơn. Mà phiên bản nó làm đơn giản. Đấy. Thì thị trường Việt Nam hiện tại thì cũng có rất nhiều dòng ná, rất nhiều anh em làm. Tại sao mỗi người làm một cái giá cả khác nhau? Mỗi người lại đi theo một cái dòng ná khác nhau. Thì cái đó là cái quy luật của thị trường rồi. Theo sở thích từng người và cái túi tiền của từng người. Thì mình thấy là một số anh em làm ná rất là đẹp nhưng lại bán khá là rẻ với cái suy nghĩ của mình, các bạn hiểu không? Tức là mình làm ra một cái ná, mình biết là khoảng thời gian nó làm bao nhiêu lâu để được đẹp như vậy, hoặc là phải tốn bao nhiêu công để được nó sự tỉ mỉ như vậy. Chứ nếu mà với những cây ná đánh bóng không, đánh bóng đây mình nói sơ qua các bạn nhé, đây cây ná này bán xỉ ra mình không biết là xỉ tầm bao nhiêu, chắc tầm khoảng hơn 200.000, cũng inox nhưng mà thành phần của nó thì mình không khẳng định thôi, mình không biết là thành phần inox nó là bao nhiêu phần trăm hay là cái gì, nhưng mà người ta bán xỉ ra chắc chỉ tầm khoảng 200.000 đó. Nhưng mình nói cho các bạn biết tại sao mà có cái giá như vậy, tại vì cái hàng này là hàng bên Trung Quốc, người ta làm số lượng rất là nhiều, thương lái Việt Nam đặt bên Trung Quốc làm và số lượng nhiều là một, thứ hai là nó là sản phẩm đúc chứ không phải là CNC hoặc là cắt dây đó. CNC và cắt dây thì không bao giờ có cái giá như này.
và đây là đúc. Thì các bạn dễ phân biệt thôi. Thứ nhất là về cái giá cả, tại vì cái sản phẩm như thế này người ta không thể bán đắt được, bán đắt không có ai mua, nói thẳng luôn. Tại vì những người mà kỹ tính, những người người ta chịu chi tiền ra là người ta mua sản phẩm, người ta không phải là người ta mù đâu, hoặc người ta không biết gì về cái ná đâu, mà người ta mua tào lao. Người ta bỏ đồng tiền ra, người ta có sự tính toán hết, có suy nghĩ hết và có sự lựa chọn về cái thương hiệu hết. Chứ đâu phải là bây giờ bạn bán một cái ná như này 700-800 ngàn hả? Đó, không dễ dàng mà lừa được cái người tiêu dùng. Cái đó là cái thứ nhất. Là cái thứ hai là nó rẻ là vì sao? Khi mà phôi đúc lên ấy thì nó sẽ có rất nhiều cái lỗi này. Nó rất là nhiều lỗi nhá. Lỗi nhỏ, những lỗi nhỏ. Nếu như anh em mà chơi phổ thông mà kiểu như dòng giá rẻ bắn chơi chơi chẳng hạn thì cái này nó không phải là vấn đề. Nhưng nếu mà anh em nào mà chơi mà cần cái độ tỉ mỉ, cần cái độ mà tinh xảo của cái ná, cần cái đẹp, thì đây là một cái lỗi cực kỳ lớn. Đó. Thì tùy theo cái túi tiền của mỗi người và cách suy nghĩ của mỗi người thôi. Cho nên là sản phẩm nó quyết định là giá thành như thế nào. Đấy. Thì anh em có thể lựa chọn sản phẩm giá rẻ, có thể lựa chọn sản phẩm giá đắt, có thể lựa chọn thương hiệu nọ, thương hiệu kia. Cái thương hiệu ở đây là gì? Thương hiệu ở đây là chính là cái người làm ra sản phẩm đó. Đó. Cái người làm, ví dụ như cũng một tay người làm nhưng mà chỉ bán 500 thôi, nhưng mà có tay người khác làm thì bán cả triệu, 2 triệu. Đó là cái thương hiệu này. Thì mình nói qua là một chút về vấn đề là ở ná đắt ná rẻ. Tại vì có nhiều anh em điện cho mình ấy, thì nói là sao thấy trên mạng bán có 150, 200 hoặc là 300 mà sao anh bán mắc vậy. Thì mình nói để cho các bạn hiểu là tại sao cái sản phẩm của mình nó bán nó chênh lệch với người khác là như vậy. Mình nói thẳng luôn, bên mình không làm hàng giá rẻ. Vì các bạn biết rồi, một cái sản phẩm mà bán ra hàng giá rẻ thì cái lượng nhu cầu khách hàng nó khá là nhiều. Mình biết là làm giá rẻ thì bán số lượng nhiều, nhưng mình không làm. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó không hợp với tính của mình. Đấy. Tính của mình là làm ít và chất lượng. Hàng phải chất lượng. Hàng phải đạt cái độ mỹ thuật nhất định. Đó, đấy là cái bản thân của mình làm như vậy. Mình nói thêm một chút xíu về cái chất liệu nó tạo nên giá cả như thế nào. Bây giờ mình sẽ nói sâu về cái chất liệu này. Thì bên mình hiện tại đang làm hai chất liệu chính, đó là inox và titan. Thì inox thì nó có cái lợi thế riêng của nó, và titan nó có lợi thế riêng của nó. Inox là sao? Cái giá thành phôi của inox nó rẻ hơn titan rất là nhiều. Các bạn biết vì sao? Vì cái inox ấy, nếu mà tính mua ký nó rẻ hơn cả đồng. Đó. Còn titan ấy là tính một ký nó là tiền triệu chứ không phải như inox. Nhưng mà cái thằng inox thì ví dụ cắt lỗi, các bạn cắt lỗi hoặc là đơn vị sản xuất người ta cắt lỗi, người ta đền nó dễ. Nhưng titan ấy, nếu như cắt lỗi một cái là người ta đền rất là nặng tiền. Đó. Vì titan nó vật liệu đắt mà, chính bản thân cái phôi của nó đã đắt rồi, cho nên là tại sao mà cái giá titan nó đắt gấp đôi inox. Chính vì vậy, thứ nhất là do vật liệu, thứ hai là do công mài. Khi mình mài một sản phẩm titan ấy thì nó không thể là như inox được.
tại vì chỉ cần sơ suất một chút xíu thôi là nó hỏng luôn cái form dáng, hỏng luôn cái hình thức của cái ná rồi. Cho nên mà mình mài, ví dụ inox mài 1 tiếng thì titan mài về 1 tiếng rưỡi hoặc 2 tiếng đó. Đấy là khoảng thời gian để làm một sản phẩm, làm sao cho nó hoàn thiện. Ý mình đây là 1 tiếng, không phải là 1 tiếng làm xong một cây ná đâu nhé. Các bạn đừng có tưởng tượng là 1 tiếng làm xong được một cây ná. Cái titan này làm cả một ngày, hơn một ngày mới xong một cây ná này. Đó. Nếu mà các bạn làm đúng tâm huyết, các bạn làm đúng cái độ độ tỉ mỉ, độ chính xác thì nó là như vậy. Này. Còn nhiều người nói là làm, nhiều người nói với mình luôn là người ta làm trong thời gian như này 1 tiếng 2 tiếng là xong cây ná đấy, thì mà mình là tùy thôi. Đấy là sản phẩm của các bạn tự cho cái giá trị của nó như thế nào thôi. Đó. Bạn ví dụ ngày các bạn làm 1 2 tiếng mà xong một cây ná thì ngày các bạn làm được, cho là ngày làm 8 tiếng đi, thì các bạn làm được 4 cây thì công của các bạn là như thế nào. Còn mình làm một ngày chỉ xong một cây ná thôi. Cái giá trị sản phẩm nó gồm những cái gì? Chất liệu là một, thời gian hoàn thành là hai, cái thương hiệu là ba, cái độ thẩm mỹ là bốn và cái sự đánh đổi là năm. Mình nói ở đây cái sự đánh đổi, có thể nhiều bạn không hiểu nhưng mình nói sẽ phân tích cho. Sự đánh đổi là gì? Khi các bạn làm ấy, cái nghề nào nó cũng có sự độc hại của nó, mỗi nghề có một sự độc hại riêng. Mà hiện tại cái nghề sản xuất là cái nghề chịu nhiều độc hại. Các bạn biết cái mạt, cái bụi mà khi sản xuất một cái ná này nó như nào không? Thứ nhất là những người thợ phải dùng giấy nhám để trà, mà trong giấy nhám thì nó có cát cát này, rồi mạt sắt này, rồi một số cái chất nữa để làm nhám bề mặt, thì nó mới đánh được cái nhẵn cái sản phẩm bằng inox. Hoặc là thậm chí nó có nhiều cái hóa chất ấy. Mình không có tìm hiểu về cái đó, nhưng mình biết chắc chắn nó phải có thì nó mới tạo ra được một tờ giấy nhám đó. Mà những người sản xuất đang phải hít những thứ đó. Hít là một, mắt là hai, rủi ro làm việc là ba. Đấy, ngay bản thân mình thôi, mình khi làm mình lúc nào cũng phải phải đeo kính, đeo một loại kính trong ấy, kính rồi kính bảo hộ lao động đơn giản thôi. Thì cái chiếc kính đó để chống cái việc là khi mình dùng máy mài, mình mài ấy, nó bắn cái mặt mặt inox này hoặc là mặt titan này, nó bắn văng vào mắt mình. Bây giờ ví dụ như nó mà văng cái mặt vào đó thì cái mắt mình nó sẽ giảm thị lực đó. Thì biết bao nhiêu tiền, biết bao nhiêu cái ná này để đủ trả tiền công, đủ trả tiền thuốc cho cái mắt của mình. Cho nên là khi làm các bạn nên cẩn thận nhất có thể đó, đừng có khinh suất cái việc mà mình làm, nó nguy hiểm lắm, liên quan đến máy móc nó nguy hiểm. Cái thứ hai là cái việc mà chống bụi đấy, thì mình cũng đặt một số cái mặt nạ chống bụi, nhưng mà do hiện tại nó chưa về đó, cho nên là chấp nhận là phải dùng tạm cái khăn bịt mặt. Nhưng mà cái đấy thực sự là đôi khi mình khá lười cho nên là mình không không có bịt kỹ, chứ thực sự nó rất là độc hại đó. Đấy. Thì mình nói sơ qua 5 yếu tố tạo nên cái giá trị của sản phẩm, và anh em nên biết trân trọng những cái sản phẩm mà nó thực sự có tâm huyết của người làm đó. Bây giờ cho anh em làm một cây ná, anh em thử bỏ công sức ra xem. Nhiều khi ví dụ như là anh em không có đủ đồ nghề, không không có đủ cái kinh
kinh nghiệm để làm ấy, thì 4-5 ngày, mình nói thẳng luôn, người nào không có máy móc, không đủ đồ nghề, 4-5 ngày may ra mới mài được cái lá như của mình đó. Còn bây giờ ví dụ các bạn đầu tư máy móc thì cái tiền máy móc nó tốn cả hàng chục triệu đấy. Các bạn đầu tư ra các bạn để làm cây lá thì nó có đáng hay không, thì là như vậy. Mỗi một cái người làm một cái gì nó phải có chuyên môn. Hay bản thân mình thôi, mình cũng mới đi vào làm cái này nhưng mà mình cũng phải học hỏi, mình phải phải nghiên cứu rất là nhiều, bởi mình mới dám sản xuất và anh em mới tin dùng đó. Nhưng sản phẩm bên mình thì mình khẳng định một điều là mình dám bảo hành cái sản phẩm bên mình làm đó. Anh em mà không thấy không ưng, không đẹp, không đúng chất lượng, anh em trả bên mình, bên mình lúc nào cũng sẵn sàng nhận đơn hàng mà không bao giờ không mình không bao giờ mình trách móc khách hàng, mình không bao giờ trách móc khách hàng, vì mình tự tin với cái sản phẩm mình làm và tự tin với cái giá cả mình bán cho anh em là hiện tại là đang rất là rẻ, rất là rẻ đó. Anh em cứ cứ mua sản phẩm bên mình rồi so sánh với cái sản phẩm mà trên thị trường người ta bán rẻ hơn bên mình ạ. Anh em thử so sánh xem đó. Mình chưa nói là so sánh những sản phẩm đắt tiền nhé, mình chỉ so sánh với những sản phẩm ngang bằng với sản phẩm mình hoặc là rẻ hơn, xem nó có sự khác biệt gì đó. Đấy, các bạn cứ nghiên cứu nhé. Hiện tại thì đây là những cái tháng cuối năm rồi, những ngày cuối năm của năm 2018 theo lịch âm, còn lịch dương thì nó đã bước qua năm 2019 rồi. Cho nên là những đơn hàng sau này anh em đa phần anh em gọi điện cho mình thì mình đều từ chối, mình đều hẹn anh em qua năm, vì lý do là hiện tại công suất làm của mình nó chỉ đạt được như vậy thôi. Mình đã nhận một số đơn anh em nó lại còn chậm nữa, cho nên là bây giờ mình không nhận thêm nữa. Hy vọng qua năm, qua cái Tết âm lịch là mình sẽ phục vụ được nhiều anh em hơn và cho ra những cái sản phẩm chất lượng hơn. Tất nhiên là giá cả nó không sẽ không rẻ hơn. Mình nói một khẳng định một điều là mình sẽ không bán giá rẻ hơn mà sẽ là tăng về chất lượng sản phẩm, tăng về giá trị, độ thẩm mỹ, độ hoàn thiện đó. Rồi. Các bạn thấy hay thì hãy đăng ký kênh, like và subscribe kênh của mình nhé. Bên mình vẫn có chính sách là cho những em mua hàng lần đầu tiên trên kênh bán hàng này là sẽ được miễn phí ship cho đơn hàng đầu tiên, giá trị từ 150.000 đổ lên. Còn lá bên mình thì lúc nào cũng có thể miễn phí ship, tặng 2 bộ thun, phụ kiện đi kèm thì ví dụ như cây cây lá kẹp này thì nó sẽ có lục giác, anh em không cần phải hỏi, cái đó là cái điều đương nhiên. Nếu như ví dụ như mình đóng hàng thiếu thì anh em có thể khiếu nại, lần sau mình sẽ giảm giá hoặc là sẽ gửi trả thẻ, tiền thẻ cho anh em để coi như là bù vào những thứ gì thiếu. Đó, cái đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nếu như là chiếc lá bên mình có chiếc lá gài luôn, gài mình để trong nhà mình không không muốn bỏ ra, thì lá gài bên mình ấy, mình thiết kế cái lỗ gài này này nó vừa đủ dùng cho một cái chiếc bút inox, à quên quên lại phải chiếc bút inox làm inox cũng nhiễm. Cái ruột bút ấy, ruột bút bi ấy, các bạn cắt, các bạn dùng để gài thun đó thì nó rất là tiện. Cho dù nếu mà có lỡ rơi rớt gì, mình kiếm cái bút hỏng này, mình cắt ra mình làm là ok rồi nhé, không cần phải dùng thun ống. Thun ống thì nhiều khi các bạn rơi rớt thì nó kiếm đôi khi khó nữa, khó khó kiếm, mua cũng khó. Đây, cái lỗ này nó khá lớn thì người ta hay dùng cho thun ống này, còn lỗ của mình nó nhỏ hơn thì mình dùng cái ruột bút bi đó. Đấy nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã coi video của mình, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ và được hưởng quyền lợi nhé. Tạm biệt.